Sau gần 2 tháng điều tra truy xét, Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa bắt giữ Ngô Trí Dinh, 30 tuổi và Đồng Mạnh Khanh, 27 tuổi, cùng trú thành phố Vũng Tàu để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Trước đó, vào đêm 27 tháng 7, Dinh và Khanh mang theo búa, dao làm hung khí, rồi chở nhau rảo quanh thành phố Vũng Tàu để cướp tài sản. Đến rạng sáng 28 tháng 7, tại địa bàn phường Rạch Dừa, anh Quyền 21 tuổi đi xe máy một mình trên đường nên bám theo. Khi anh Quyền chạy vào phía nhà thờ Nam Đồng, Khanh điều khiển xe áp sát nạn nhân và dinh ngồi phía sau, dùng chiếc búa đánh vào đầu nạn nhân, chiếm đoạt xe máy, điện thoại di động và dây chuyền vàng của nạn nhân có trị giá khoảng 60 triệu đồng. Cơ quan điều tra cho biết, cả hai đối tượng trong vụ án này đều đã có tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích.